Hello, xin chào mọi người. Em Lý lên tiếp đây, lên livestream với các chị đây, thải độc cà phê. Đâu rồi, bây giờ là để em phát xem chung này. Video. Hello, xin chào anh chị nào mà đã xem được rồi, đã vào đầu tiên xem được rồi thì chào em Lý một câu nhé. Em đang gửi tin nhắn, em làm một số thủ tục các anh chị ha. Đó là trên xem trên fanpage thì em phải phát xem chung mới có anh chị xem được. Vì là em ok. Anh chị nào mà vào xem rồi thì chào em Lý một câu ha. Xin nè. Hello, xin chào người đầu tiên đang xem. Đây, em Lý phát xem chung. Mỗi lần mà live trên fanpage là nhiều thủ tục anh chị ạ. Phát xem chung này rồi gửi tin nhắn cho một số chị có hẹn. Các chị nhớ chia sẻ nhận quà nhá. Em hôm nay em Lý có tặng quà cho các chị đấy. Chị nào mình chia sẻ nhiều nhất thì em tặng cho chị, các chị là phần quà là 15 ngày thải độc gửi về tận nhà cho các chị luôn ha. 15 ngày thải độc cà phê. Còn hôm nay các chị là em sẽ hỗ trợ cho các chị giải đáp cái câu hỏi mà ngày hôm qua nhiều chị hỏi em rất là nhiều, mà em vẫn muốn làm riêng một cái livestream á để mà hỗ trợ cho các chị một cách kỹ hơn ha. Các chị nghe em Lý chia sẻ có rõ không ạ? Rõ thì comment giúp em mà rõ nhé. Đây, hôm qua bị dính tiếng quạt mà không biết hôm nay có rõ không. Hello, xin chào người đầu tiên đang xem. Để em nghe coi. Các chị em điều chỉnh lại cái tiếng quạt, hình như nó có cái tiếng quạt hay sao á các anh chị. Hello, xin chào người đầu tiên đang xem. Anh chị nào đang xem thì comment xuống chào em Lý một câu ha. Đây này, anh chị có thể thấy là phía sau, nghĩa là cái việc mà làm thải độc cà phê các chị, là cái thủ tục mà em làm mỗi sáng đã hơn 4 tháng rồi các chị nha. Từ cái lúc mà em Lý đọc cái cuốn sách Nhân tố Enzyme, em và những người bạn, có một người bạn của em là bạn Hồng Nguyễn, là bạn ấy là người làm trước, khi mà làm và thấy được rất là nhiều, nghĩa là làm xong là thích ngay từ lần đầu tiên. Đó là cái cảm nhận của tất cả mọi người các chị nhá. Thì bạn Hồng đã chia sẻ cho tất cả những người trong đội nhóm cùng nhau thực hiện phương pháp này, và từ đó cho đến bây giờ là em Lý thực sự là làm rất là đều đặn. Lâu lâu em có ngưng một vài ngày để xem là mình không làm thì nó có đi vệ sinh tự nhiên được hay không, thì kết quả là mình vẫn đi vệ sinh tự nhiên bình thường. Đó, lâu lâu em có ngưng lại một vài ngày, còn lại là em làm một cách rất là đều đặn anh chị ha. Này, anh chị có thể thấy là bữa nay là em Lý đã chuyển qua sử dụng cái bình inox rồi. Đó, đây là em có cái bình inox, trong đó thì nó có đầy một cái cà phê luôn. Cà phê là cà phê hữu cơ. Đó, em đã nấu lên với cái tinh chất đây này, với cái hai muỗng như thế này thôi là được rồi các chị nhá. Với tinh chất cà phê hữu cơ như thế này, nấu với khoảng 300ml nước cho nó sôi to lên khoảng trong 5 phút đầu, xong mở lửa nhỏ sôi tiếp 5 phút nữa cho ra hết nước cà phê. Và các chị nhớ là trong cái lúc mà mình nấu cà phê thì mình mở nắp vung ra chứ mình không có đậy lại các chị ha. Đó, khi mà nó đã sôi trong khoảng 10 phút rồi tắt bếp đi, rồi mình pha thêm nước vào, rồi mình bỏ bã đi, mình chỉ lấy cái nước đó và mình truyền thôi các chị nhé. Đó là rất là đơn giản, em Lý đã làm gọi là làm quá quen rồi đấy. Đó, anh chị nào mà đang xem thì comment cho em Lý một câu ha. Rồi bây giờ em Lý sẽ chia sẻ một chút này. Nếu như mà cái nước các chị, cái nước mà thực sự nó rất là quan trọng trong cái phương pháp này, quan trọng nhất đầu tiên là cà phê. Cái thứ hai đó là nguồn nước anh chị ha, đó là hai cái quan trọng nhất nhất luôn trong cái phương pháp này. Thì cà phê bắt buộc phải là cà phê hữu cơ là em đã nói rồi đúng không. Còn nước để mà các anh chị pha vào mình thải độc á các chị, một là nước đun sôi để nguội, hai là nước lọc anh chị nhá, không có dùng nước máy, nước mưa gì hết là không được nha. Ba là nước kiềm đó, tốt nhất là nước kiềm. Nước kiềm là nước có độ pH là trên trung tính là 7.4
anh chị nhá. Nước kiềm là nước có độ pH là trung tính là 7.4 anh chị ha. Và cái bình để mà có nước kiềm thì cần phải có một cái bình tạo kiềm như thế này. Nếu anh chị làm thải độc cà phê uống được nước này là tốt nhất. Còn nếu mà không và dùng nước này mà thải độc cà phê thì còn tốt hơn nữa. Còn nếu như mà không mất anh chị thì mình ít nhất là mình phải uống nước đun sôi để nguội, hoặc là cái nước lọc mà ở cái nơi mà mình tin tưởng các anh chị nhé. Anh chị nào có câu hỏi thì đặt câu hỏi xuống cho em ha anh chị. Ok rồi, hôm nay thì em sẽ giải đáp câu hỏi của anh chị. Mà trước tiên thì em sẽ nằm xuống. Mình cần có một cái góc để mà mình nằm xuống anh chị nhá. Mình làm cái này mình cần phải nằm. Anh chị có thể là nằm trong phòng ngủ này, hoặc là nếu cái toilet nhà mình á các anh chị nó đủ rộng thì anh chị nằm ở trong toilet cho em ha. Đủ rộng, đủ sạch sẽ, đủ khô thoáng. Anh chị có thể trải thêm một cái gì đó, hoặc là không cần trải thì nếu mà cái toilet nhà mình nó rộng rãi á các anh chị thì mình khỏi cần phải nó khô ráo sạch sẽ thì không cần phải trải. Mình cứ vậy mà nằm xuống mà mình làm thôi các chị ha. Đây em điều chỉnh cái này một chút này. Ok, anh chị nào, các chị nào có câu hỏi gì thì hỏi em nhá. Xin chào chị Nhi Dung này, xin chào chị Trần, em không ghi dấu, em không có đọc được luôn á các chị. Ok, bây giờ nhá, các chị thấy ha, khi mà mình làm á, mình làm thải độc này các chị lưu ý là mình nằm nghiêng sang bên phải nhá. Hiện tại là em đang nằm nghiêng sang bên phải. Có thể là các chị nhìn trên màn hình thì thấy là em hơi là có các chị thì nghĩ là em nằm bên trái là bởi vì em quay ngược cái màn hình lại. Nên các chị nghĩ rằng là em nằm bên trái nhưng thực ra em đang nằm ở phía bên phải và co một chân trái hoặc là co cả hai chân lên. Mình có và đây này, cái đảo đồ nghề này là có sẵn cái bộ dụng cụ như thế này, nghĩa là cái bình inox này là mình mua riêng các chị ha. Còn nếu mà các chị mua cái bộ thải độc cơ bản của em Lý là có sẵn cà phê dụng cụ đầy đủ, trong đó là cái bộ bằng nhựa là thứ nhất ấy, là dành cho người mới làm mình dễ quen dễ hơn, nó bộ nhựa nó dễ làm hơn các chị nhé. Inox thì nó bền và nó sạch sẽ hơn. Và một sợi dây này em đã nối sẵn vào trong cái hậu môn của mình rồi, thông qua cái đường hậu môn để mình truyền cái cà phê vào trong đại tràng. Cái này giống kiểu việc mình đánh răng đó các chị nhá. Buổi sáng ngủ dậy các chị đánh răng thì sau đó là các chị làm đại tràng. Em chào cô Minh. Trời ơi cô ơi, cô Minh đã làm chưa cô? Cô Minh ơi, cô Minh trả lời con biết nhá. Còn lâu mấy hôm rồi con chưa có gọi cho cô Minh được. Cô Minh trả lời con biết ở đây cô Minh đã làm thải độc cà phê chưa nha. Anh chị nhá, mình lưu ý ha, mình nằm nghiêng sang bên phải để mà vào dễ, co một chân trái hoặc là co cả hai chân anh chị ha. Và mình treo cái túi cà phê nó cao cao một chút, không cần cao quá, chỉ cần nó lưng lưng lên trên để cho nó dễ chảy xuống các chị nhá. Và hôm nay á, em muốn trả lời cái câu hỏi cho các chị, đó là tại sao làm thải độc cà phê mà cái nó chỉ ra nước thôi mà nó không có ra cái phân nhiều đúng không ạ? Em thấy là có khá là nhiều người đang gặp phải cái trường hợp này. Hôm qua là đến cả không biết bao nhiêu anh chị hỏi em luôn, không biết sao dồn hết lại một ngày. Hello chị Thanh này, xin chào tất cả, xin chào chị yêu nhé. Chị Thanh sáng nay đã làm thải độc cà phê chưa? Cô vẫn làm. Vâng ạ. Cô làm đều và cô thấy kết quả như thế nào? Cô Minh chia sẻ tiện đây, cô chia sẻ cho con luôn nhé. Con muốn là hôm nào mà ai mà thích lên livestream để mà chia sẻ với em Lý thì nhớ nhắn cho em Lý nha. Em Lý rất là muốn là mời các chị lên chia sẻ cái kết quả trực tiếp luôn đấy nha. Đây bây giờ này em mở cái van ra để em truyền cái cà phê vào bên trong nhá. Là các chị để ý ha. Này, đây nó có cái đồ để mình đong được cái cà phê chảy nhanh hay chảy chậm này. Đó cái ống cà phê. Đối với cái bình inox này á các chị thì ai xài quen rồi mới nên dùng. Hoặc là ai muốn kỹ ngay từ lần đầu tiên á, những lần đầu thì mình dùng luôn. Bởi vì cái bình này sẽ không có nhìn được cái cà phê nó đang còn nhiều hay còn ít. Mình truyền nếu mà mình không chịu được thì mình đi vệ sinh hoặc là hết là mình biết thôi. Chứ mình sẽ trong cái lúc ở giữa đó mình sẽ không biết được, giống như cái túi bằng nhựa. Nhưng bù lại á, là dễ vệ sinh nha. Dễ vệ sinh này, sạch sẽ này và an toàn. Bởi vì khi mà mình đưa cà phê vào nó có cái nhiệt độ hơi nóng một chút ấy, thì đối với cái bình inox này nó sẽ không có bị ra một số cái chất nhựa. Nên thật sự là khuyên là nếu mà về lâu về dài thì mọi người có thể nên chuyển qua cái bình inox ha. Hello chị Thanh Thanh nè, xin chào chị Lan Nguyễn nhé, chị Nguyễn Thanh nè. Ok rồi các chị làm đều đặn chia sẻ kết quả cho em Lý nha. Làm được bao nhiêu ngày rồi giúp em Lý là mình hãy luôn luôn chia sẻ cái kết quả nhé. Thực ra thì có thể là chia sẻ rồi nhưng hãy chia sẻ lại nếu mà mình lại có thời gian để mà mình theo dõi nhau, các chị các cô theo dõi em Lý nhé. Bởi vì em Lý rất là mong thứ nhất là nghe được cái kết quả của mọi người, vì nó có rất là nhiều những cái điều bất ngờ trong cái kết quả, có những cái mà không bao giờ ngờ tới luôn các chị. Ví dụ như giảm đau bụng kinh này đúng không, giảm mụn giảm nám, thật sự là mình không hề
hề tưởng tượng là một cái phương pháp nhưng nó lại giúp cho mình nhiều như vậy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á các chị, đó là tại sao em luôn muốn nghe kết quả của các chị, bởi vì là em muốn là các chị hãy cùng em Lý viết xuống cái kết quả này để cho những anh chị nào mà biết rồi nhưng chưa dám làm, và biết rồi nhưng chưa đủ niềm tin, biết rồi nhưng nghe em Lý nói nhiều quá thành nhàm, thì cái kết quả của anh chị sẽ là một cái gì đó mới lạ hơn, và nó là cái kết quả thật anh chị ha. Để cho những ai mà chưa làm đấy, biết đâu em Lý nói hoài người ta không làm, nhưng chỉ cần là một cái câu nói của các anh chị thôi lại giúp người ta làm đến cái phương pháp tuyệt vời này. Nên là hãy cùng em Lý gieo hạt xuống anh chị nhá, chia sẻ để được nhận quà nhá. Cô cảm thấy làm rất thoải mái, cô thích lắm. Vâng ạ, cô làm đều cho con nhá, ai làm cũng thích cả. Nhưng cô ơi, nghĩa là cái việc mà thoải mái và thích chắc chắn là lần đầu tiên ai cũng thích hết cô, trong những cái lần đầu tiên. Nhưng cô cảm thấy là ví dụ như cái sức khỏe của mình này, cái tinh thần hay là những cái khác, cô có cảm thấy là đã có những cái gì thay đổi chưa, hay là cô thấy vẫn như thế cô nhá? Cô có thể giúp con chia sẻ kỹ hơn một chút cơ ha. Chị vừa làm xong, ok, chị Thanh làm được bao nhiêu mil rồi chị, và giữ được bao nhiêu phút rồi, chia sẻ em Lý nghe nha. Chị Thanh chia sẻ nhận quà, cô Minh chia sẻ nhận quà cho con nha. Bây giờ nhá, cái câu hỏi á, mọi người hỏi em rất là nhiều hôm qua, không biết là hình như chị Thanh cũng gặp phải đúng không, mà lúc đó em tắt live stream mất rồi, em cũng không có thời gian để mà em trả lời lại. Bây giờ á chị, đó là mình làm cà phê đúng không? Mình làm thải độc cà phê, mình bơm cà phê vào trong đại tràng, và lúc mình đi vệ sinh sẽ ra cả cà phê và ra cả phân đúng không ạ? Nhưng có nhiều trường hợp nó chỉ ra phân thôi, nó chỉ ra cà phê thôi, đúng chưa các chị? Mà nó không ra phân, thậm chí là cà phê nó không ra hết. Chị nôn quá, đang đợi hàng của em tựa tới để làm. Đúng rồi chị Tuyết nha. Chị Tuyết giúp em Lý chia sẻ livestream này để cho bạn bè của mình cũng biết đến phương pháp tuyệt vời này chị yêu nhá. Đây em cảm ơn chị rất là nhiều. Ai mà thật sự là mọi người cùng em Lý gieo hạt là em Lý rất vui, bởi vì một bánh nghén không thể làm nên mùa xuân được đúng không anh chị? Em Lý muốn vừa cùng với những cái cộng sự của mình xóa bỏ đi nạn ung thư ở Việt Nam, thì cần rất rất là cần những cái sự chung tay của các chị đấy. Nên là rất là mong các chị hãy góp phần cùng em Lý chia sẻ cái phương pháp này nhé. Thì đầu tiên đó các chị, đó là làm và có người có cảm giác phân không ra hoặc là cà phê vẫn chưa ra hết. Em sẽ xử lý cái trường hợp đầu tiên chia sẻ để các chị biết nhé. Đó chính là tại sao mình làm mình lại gặp cái trường hợp như vậy. Thì cái đó là do cái kỹ thuật mình đi vệ sinh các chị ha. Em Lý đã dặn rất là kỹ rồi. Ví dụ như trong cái lúc mình đang truyền như thế này và các chị cảm thấy bị đau bụng, thì từ từ các chị hãy đi vệ sinh. Đang truyền đúng không? Đang truyền và mình cảm thấy tự nhiên đang truyền chỗ đau bụng quá, muốn đi vệ sinh quá, thì đang truyền như này, ngay lập tức khóa cái van này liền cho em ha. Từ từ hãng đi vệ sinh, đợi thêm cho em một Lý một xíu nữa. Khóa ngay lập tức cái van này lại liền cho em. Sau đó là đặt tay lên phía bên bụng phía bên trái nha, bên trái này, và xoa lên trên qua phải, là trong lúc đang truyền nhá. Các chị nghe thật là kỹ cho em nha. Trong lúc đang truyền này, ví dụ bị đau bụng, thứ nhất là khóa cái van lại liền, cái thứ hai là từ từ hãng đi vệ sinh, cố nhịn thêm cho em vài phút nữa, và xoa bụng cho em từ bên trái sang bên phải, để nó cái cà phê của nó được sâu hơn, nó được lan tỏa rộng hơn, chứ nó không phải bị nằm một cục một chỗ nha. Đó là trong lúc truyền, lưu ý này, là các chị viết xuống cho em nhá. Trong lúc truyền xoa bụng từ trái sang phải. Đó, mình phải viết xuống mình mới nhớ được các chị ha. Một chiếc bút chì cùn cần hơn là một bộ óc sắc sảo. Đây là cái câu mà thầy của em Lý dạy đấy. Bởi vì nếu mà mình chỉ nghe không, 72 tiếng sau sẽ quên. Nhưng mình viết xuống thì mình sẽ ghim vào não của mình. Các chị nhớ nha. Đó là viết xuống cho em này. Trong lúc truyền xoa bụng từ bên trái qua bên phải, bên trái đây các chị có thể thấy ngược nhưng em Lý nói rõ đây là bên trái của em ha, bởi vì có thể quay điện thoại ngược, xoa từ bên trái sang bên phải cho em này, xoa cho em như thế này nha. Nếu mà đang bị đau bụng đúng không, khóa van lại liền xoa lại, xoa cho em thêm khoảng 2 đến 3 phút nữa. Nếu như xoa và nó qua cơn đau bụng thì ok, tiếp tục từ từ mở cái van ra tiếp tục truyền ha. Nếu mà xoa một xíu rồi đúng không, qua cơn đau bụng rồi, bắt đầu mở cái van một cách nhẹ nhàng ra mình truyền tiếp. Còn nếu như mà mình xoa hoài đúng không, xoa mà vẫn bị đau bụng thì khi đó mình mới đi vệ sinh nhá, chứ không phải là đau bụng cái đi vệ sinh luôn là phí lắm nha. Nếu mà chưa truyền xong mà đi vệ sinh luôn là rất là tiếc. Đó, qua cơn đau bụng mình mở lại từ từ các chị ha. Và ví dụ như bây giờ em truyền xong đúng không, em vào trong toilet và em đi vệ sinh. Làm sao gọi là đi vệ sinh đúng? Đi vệ sinh đối với phương pháp này mình cần kỹ cả cái lúc đi vệ sinh nữa nha. Thứ nhất là các chị, đó là ngồi thẳng lưng. Đâu, viết xuống cho em Lý nha. Viết xuống cho em cái đi vệ sinh này, trong lúc đi vệ sinh làm sao để phân nó ra nhiều này. Đầu tiên là các chị, đó là ngồi thẳng lưng. Tức là ngồi khung xuống như thế này đâu nhá. Mình ngồi thật là thẳng lưng lên ha. Cái này là em cũng phải chia sẻ. Ngồi thật là thẳng lưng lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai các chị, đó là để tay ngược lại, là mình lại xoa từ bên phải qua bên trái.
được chưa? Đừng có theo kim đồng hồ, ngược kim đồng hồ nó rối cả lên, chỉ có trái phải như vậy thôi cho nó dễ các chị nhá. Trong lúc truyền là từ trái sang phải, còn trong lúc đi vệ sinh là xoa từ bên phải lên trên và qua bên trái đi xuống, và mình cứ xoa thành một vòng như vậy, xoa nhẹ thôi, không cần xoa quá mạnh các chị nhá. Mình xoa như vậy cho em Lý ngồi thẳng lưng, xoa như vậy liên tục là cái thứ nhất. Cái thứ hai các chị đó là mình tập trung, nghĩa là mình đừng có căng thẳng. Em Lý để ý nhá, cái lúc mà đi vệ sinh mình sợ, mình sợ phân ra ít đúng không ạ, mình suy nghĩ nhiều quá, trời ơi sao mà mình thấy sao, trời ơi sao mà toàn nước không thế này, không có phân, mình lo lắng đủ các kiểu hết, là tự nhiên nó đang muốn ra cái nó hết muốn ra luôn các chị. Nên là mình làm cái gì mình tập trung cái việc đó, đừng có suy nghĩ, thoải mái các chị nha. Chăm sóc sức khỏe là việc cả đời, không phải là việc có mấy ngày mà các chị phải nóng vội. Cứ bình tĩnh các chị ha, nó chưa ra điều hôm sau nó ra, có gì đâu đúng không ạ. Mình xoa cho đây rồi, cảm ơn chị Tuyết nha. Viết thêm cho em cái nữa đó là trong lúc đi vệ sinh thì cho xoa từ trái sang phải. Đó, nó khác nhau như vậy các chị nhá. Ngồi thẳng lưng này, xoa từ bên phải qua bên trái, hình như em nói ngược đúng không? Xoa từ bên phải này qua bên trái liên tục như vậy cho em là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là hãy để đầu óc của mình thật là thoải mái các chị nhá, đừng có áp lực cái việc nó ra hay là không ra, được chưa? Và nếu như mà các chị đã làm như vậy rồi mà cái phân chắc chắn nó sẽ ra rất là nhiều. Cái lúc mà cái nước cà phê các chị nó ra hết, cái lượt phân đầu tiên nó ra hết được chưa nào, thì các chị hãy tiếp tục ngồi lại cho em nữa, nếu như mà cảm thấy đang còn nặng bụng nhá, cảm thấy chưa có thoải mái nhưng không còn cơn muốn đi vệ sinh nữa, hãy tiếp tục ngồi lại và làm đúng y chang như em Lý hướng dẫn, thẳng lưng xoa bụng một cách thật là thoải mái, chắc chắn nó sẽ ra nếu như mà nó đang còn các chị nhá. Đang bị nặng bụng các chị thêm vài phút nữa, trời ơi nó ra bao đã luôn, nó sẽ ra ào ào luôn đó các chị. Và càng phân về sau ra nó càng tanh, nó càng hôi, nó càng nặng mùi và mình càng cảm thấy thoải mái các chị nhá. Đó, nên lưu ý ha, nghĩa là nó hết cơn đau bụng rồi nhưng hãy tiếp tục ngồi lại, hết cơn muốn đi vệ sinh rồi nhưng cảm thấy chưa được thoải mái, tiếp tục ngồi lại thẳng lưng xoa bụng từ phải qua trái một cách thật là nhẹ nhàng, một cách thật là thoải mái, không có đè nặng vào vấn đề đó, và tiếp tục nó sẽ ra. Càng những cái phân về sau nó ra nó càng hôi, càng tanh, càng nặng mùi, càng phân cục, càng những cái kinh khủng nhất nó nằm ở phía sau, được chưa? Và nếu như các chị đã làm giống như em chia sẻ rồi, đến xoa đến cả mấy phút rồi nó chưa ra thì có nghĩa là nó chưa thể nào nó ra được. Cái phân cục của mình nó đang to quá, nó đang cứng quá, cái đại tràng của mình nó đang hẹp, nó đang gập ghềnh quá, nghĩa là nó cũng đã muốn ra rồi nhưng nó chưa thể ra được. Thì các chị có thể là thôi, mình cứ thoải mái thôi các chị nhá, ngày mai mình làm tiếp cho em. Trong ngày đó nếu như mình bị nặng bụng đúng không, các chị ăn thêm cho em một ít rau có chất xơ, được chưa? Đặc biệt là ăn thêm cho em khoảng 5 đến 10 trái đậu bắp sống, ăn sống nhá, ăn không có luộc, nên có thể là trần qua, nhúng qua nước sôi thôi chứ không có luộc qua để mà mình kỹ thôi các chị ha. Ăn sống cho em để nó có cái chất xơ nó đi vào, nó làm nó cào xung quanh cái thành ruột của mình và phân đi ra ngoài dễ hơn. Đấy, các chị lưu ý cho em ha. Nếu các chị nào đã ok với cái em Lý, điều em Lý chia sẻ, comment giúp em là ok cái công nãy giờ em nói nhá, đã hiểu thì comment giúp em Lý là ok nhá. Chị Tuyết này, chị Thanh này, hôm nay lại bình thường rồi em, ra quá trời luôn, chị làm xong mấy hôm mà bụng xẹp lép, giảm được 3 kg luôn, trời ơi. Đây này anh chị nào mà có chị Nguyễn Thanh thì các chị có cái Facebook hình mặt trời nè, các chị có thể kết nối với chị Thanh nhé, xem là chị ấy làm như thế nào để giảm trong mấy ngày đúng không, trong mấy hôm mà giảm được 3 kg. Nhưng hôm qua em Lý chia sẻ rồi đúng không, chị nào không muốn giảm ký thì vẫn cứ làm cho em, bởi vì em làm không bị giảm, nghĩa là nếu như mà cái phân của mình nhiều nó mới giảm thôi các chị ạ nhá. Mình nếu mà mới làm và bị giảm ngay thì chắc chắn là do cái phân thừa thôi các chị, mà tiếc thì cái phân thừa đó giữ lại thì chắc chị đang giữ lại mầm bệnh nhá. Này, em hôm qua em cũng nói chuyện với một cô kêu là làm 3 hôm đầu tiên giảm 3 kg, bụng xẹp lép luôn, phân ra nhiều quá, mà các chị phân nhiều quá, 3 kg đó là hoàn toàn là 3 kg phân các chị nha. Làm trong 3 ngày đầu tiên bụng xẹp giảm 3 kg, chắc chắn đó là 3 kg phân các chị ạ. Không có gì béo bở đâu các chị, phân thì nó hôi thối, nó độc lắm, không có một trên đời này không có gì độc bằng phân đâu. 80% bệnh từ chỗ cái đống phân đó gây ra đấy các chị nhá, em đảm bảo luôn. Nhưng cô đó làm đến ngày hôm nay là gần 1 tháng rồi nhưng không hề bị giảm ký nào nữa, nghĩa là 3 ngày đầu tiên giảm 3 kg, và mình cứ nghĩ như vậy đúng không, nhưng làm tiếp tục đến ngày hôm nay là gần 1 tháng rồi vẫn tiếp tục duy trì cái cân nặng đó từ 51 cân xuống 48 cân và cho đến bây giờ cứ duy trì
các chị ha. Đấy, nên yên tâm nhé, nên chị nào muốn giảm bụng đầm ba đang trướng đang bự quá thì làm cái này nha. Trong lúc đi ok, cảm ơn chị Tuyết rất là nhiều nha. Em cảm ơn chị Tuyết nhé. Hello chị Dung, chị Dung ơi, bữa nay chị Dung có làm cà phê đều không chị? Đây chị Dung này, chị Đức Anh Đặng nè, rồi chị ở đây chị Nguyễn Thanh nè. Chắc giảm phân thôi, chị đang ăn đậu bắp sống đây. Đúng rồi chị. Chị mà làm đúng không? Em nói rồi, trong 1 đến 2 tuần đầu tiên mà làm mà xuống ký ngay, em chẳng chắc chắn với các chị 100% đó là phân. Nghĩa là ví dụ như bây giờ đấy đúng không? Giống như cô Tuyết của em á, cô 51 kg thì giống như cô giảm được 3 kg phân thì ít nhất trong người cô phải là 5 kg phân rồi các chị ạ. Nghĩa là mình chỉ có khoảng là 46 kg là xương, là cơ, là máu thôi, còn mất 5 kg là phân rồi. Nhưng có 3 kg là phân mềm dễ ra, còn 2 kg các chị là phân cứng và cần phải làm mấy tháng nữa một cách liên tục thì may ra nó mới có thể ra được các chị nhá. Đó là lý do vì sao mà nhiều chị mới làm 2 tháng mà trời ơi em ơi bữa nay chị ra mỗi cà phê rồi chắc là hết rồi. Và không, chưa đâu chị làm đi. Y như rằng là 1 tháng sau ra ào ào ra liên tục, mà ngày mai em Lý sẽ làm nhịn thêm nhịn đói xin ra nữa nhá. Ngày mai em Lý nhịn đói nữa, mỗi một lần em Lý nhịn đói là nó ra nhiều lắm. Cái lần đầu tiên làm trời ơi đúng là nó ra vẫn kinh, xong đến lần thứ hai, đến đợt thứ hai nhịn đói nó ra nó không nhiều nhưng nó hôi các chị ạ. Phân nó rất là tanh hôi mặc dù em đã làm 4 tháng liền rồi. Nên là nếu mà được chị nào ngày mai nhịn đói với em nhá, đều như ăn uống hàng ngày luôn. Và chị cũng ăn đậu bắp sống luôn rồi. Đúng rồi, sáng nay em Lý không có ăn đậu bắp sống nhưng em Lý ăn ớt chuông. Hôm qua các chị hỏi em là ăn ớt chuông, ăn đậu bắp sống thì có tác dụng gì. Thì thực ra các chị, đầu tiên đối với đậu bắp sống, đậu bắp sống nó có chất nhớt, chất xơ, enzyme và vitamin. Và nó chỉ giữ được 4 chất này khi mà mình ăn sống. Các chị luộc lên nó chỉ cần duy nhất chất nhớt, chất xơ nó cũng đã giảm. Enzyme và vitamin nó mất đi hơn 90%. Đó là lý do mình ăn sống ha. Và đặc biệt đối với những cái chị bị táo bón đó các chị, cái chất nhớt và cái chất xơ, cái chất enzyme là giúp cho mình tiêu hóa tốt hơn. Chất nhớt và chất xơ trong cái, đặc biệt là trong trái đậu bắp các chị nhá, nó sẽ đi vào trong cái thành ruột của mình và nó góp phần giống như cây chổi ấy các chị. Nó sẽ kéo theo những cái mà đang bám vào trong thành ruột nó khó đi thì nó sẽ kéo theo những cái chất đó đi ra bên ngoài, đặc biệt là cái phân của mình các chị nhá. Nó sẽ làm sạch hơn và nó chỉ hiệu quả khi mà mình ăn sống. Còn chị nào chưa ăn quen thì ăn cho trụng dối cho em, trụng sơ sơ thôi. Nhưng tốt nhất các chị cố gắng ăn sống các chị ha, để cho nó làm sạch ruột. Còn đậu, còn trái ớt đỏ, ớt chuông á các chị, nó rất là nhiều vitamin. Nghĩa là nó là, thứ nhất nó là một cái thực phẩm rất là kiềm các chị ha. Mình ăn thiên về các chị là ăn thịt đúng không? Ăn thịt á, cái bí quyết để làm sao mà những cái người mà họ thích ăn thịt nhưng nghĩa là đã hiểu ăn thịt là không tốt nhưng vẫn đang rất là muốn ăn thịt, chưa thể nào mà loại bỏ được, thì cái bí quyết đầu tiên đó là nên ăn thịt không thôi, không có thêm gia vị gì vào hết các chị nhá. Bản thân thịt nó đã axit rất là nhiều rồi, các chị đặc biệt cho thêm đường vào nữa thì nó sẽ tăng cái lượng axit đó rất là nhiều. Trong thịt và đường nó có cái hàm lượng lưu huỳnh và phốt pho, thì khi mà mình ăn vào trong cơ thể của mình nó sẽ xảy ra phản ứng hóa học, nó sẽ trở thành axit sulfuric và một số loại axit khác. Thì cái axit đó nó đi đến đâu là nó sẽ làm lở loét ở đó. Nhưng nghĩa là ví dụ như cái axit đó đúng không, đi đến đâu, ví dụ đi vào trong thành dạ dày, nó làm lở loét thành dạ dày. Nhưng rất là may cơ thể của mình nó sẽ chưa để điều đó xảy ra ngay, mà nó sẽ có canxi và magie phốt pho ở trong xương, nó sẽ trung hòa lại cái axit đó các chị nhá. Vậy thì để mình hỗ trợ cho cái quá trình đó, ví dụ như mình lỡ ăn những cái thực phẩm tính axit mạnh quá đúng không, thịt này, đường này chẳng hạn, ví dụ như thế, thức ăn đóng gói, thì ví dụ những cái thực phẩm tươi sống ví dụ như ớt chuông này, nó có cái tính kiềm cao, nó có một số cái khoáng chất vitamin cao, cái hàm lượng nước cao, hàm lượng đường tự nhiên cao, mình chỉ ăn sống thì nó mới giữ được thôi các chị ha. Và đặc biệt là ớt chuông của đậu bắp thì nó có hàm lượng chất xơ thì nó sẽ đi vào và nó làm sạch cái thành ruột của mình hơn. Vậy nên đặc biệt nếu mà chị nào làm thải độc cà phê rồi áp dụng rất là tốt. Anh chị nào còn lo sợ chưa làm thải độc cà phê vẫn áp dụng giống như em Lý chia sẻ nhé. Đặc biệt là anh chị bị táo bón á, ăn trái đậu bắp cho em 5 đến 10 trái một ngày, nhớ là nhai thật là kỹ ha, nó sẽ nhớt trong miệng nhưng khi mà mình hiểu được thì mình sẽ cảm thấy nó ngon, nó không có cái gì hết ạ nhé. Khi mình hiểu được
Rồi hôm nay em Lý chia sẻ vậy nhá, anh chị có câu hỏi gì thì đặt xuống cho em Lý nhá, giúp em Lý chia sẻ livestream này nhá. Đây là em Lý chia sẻ là cái cà phê đây, em Lý đang hỗ trợ cho các anh chị là cái cà phê như thế này, thì một gói này là nửa ký, một còn hai gói là một ký, thì hai một ký của nó là 450 là cà phê hữu cơ các chị nhá. Còn nếu mà các chị lấy nguyên cả cái bộ là đủ cà phê và dụng cụ thì làm được khoảng 100 lần là 1.100.000 là em Lý đang hỗ trợ cho các anh chị. Anh chị hãy muốn đặt thì để lại số điện thoại hoặc là gọi cho em Lý qua số là 0967 937 564, Zalo bằng số đó nếu mà muốn nhắn tin, hoặc là inbox trên Messenger cho em ha. Còn nếu mà muốn sử dụng cái bình nước kiềm á, chị nào đã có cà phê rồi mà muốn kỹ á, nếu mà các chị có thể đầu tư thì có thể là các chị biết nó tốt đúng không, nhưng các chị còn chưa dám xuống tiền thôi, em Lý nghĩ là như vậy á. Vì qua những cái bài em Lý chia sẻ quá là nhiều thì chắc chắn là các chị sẽ biết là tốt, thì cố gắng nhá. Thì cái bình này là 2.500.000 đó, là dùng 1 năm thay lõi một lần ha. Lần đầu tiên thay lõi thì em sẽ bảo hành cho các chị được miễn phí. Còn nếu mà ai đã làm thải độc cà phê mà muốn kỹ hơn nữa, muốn thải độc ở cấp độ chuyên sâu hơn thì dùng thêm cho em cái viên thải độc tế bào này nha. Đó là em Lý chia sẻ hết những cái gì em đang làm, đang dùng và em đang hỗ trợ cho mọi người luôn á. Thì các chị nếu mà đủ tin tưởng á, cứ áp dụng chắc chắn là, tất nhiên cho thời gian 120 ngày các chị nhá. 120 ngày là một cái thời gian mà cho cái tế bào của mình nó được thay mới, như mình thay máu các chị. Tại sao cái này mình làm và các chị giảm đi được nhiều bệnh, nó không có chữa một cái bệnh nào hết, cái này nó không phải là thuốc các chị ha. Một cái gói cà phê như thế này nó không phải là thuốc để mà mình nói nó chữa bệnh này bệnh kia, nó chỉ đơn giản là nó như nào nhỉ, nó thanh lọc lại cái máu của mình ấy, các chị đúng không ạ? Đúng, trong lúc mình đang truyền nó đang thanh lọc máu, mà máu của các chị đang axit quá, đang bẩn quá, thì cái những cái con tế bào gây bệnh, tế bào ung thư nó sẽ phát triển được trong môi trường đó. Mình không có tiêu diệt tế bào ung thư các chị ha, mà mình chỉ thay đổi cái môi trường thôi, là cái môi trường axit, môi trường bẩn, độc tố nhiều nó đang sống được trong môi trường đó, thì mình thanh lọc lại cái máu đó, làm cho cái máu đó nó sạch hơn, nó kiềm hơn, thì tự nhiên thì bây giờ nó không còn môi trường, một là nó sẽ bị những cái con vi khuẩn khỏe mạnh nó ăn, hai là nó sẽ tự đào thải ra bên ngoài, đúng không các chị? Trong xã hội mình cái đào thải cũng vậy thôi. Tự nhiên mình bây giờ mình là người tốt mà mình đến một cái nơi mà nó toàn người xấu thì xã hội nó quá nhũng đoạn đi, một là mình sẽ không sống được và mình đi, hai là mình sẽ phải trở thành những người như vậy, đúng không các chị ha? Nhưng trong thâm tâm mình thì vẫn có thể mình là người tốt. Thì ví dụ như bây giờ chính quyền người ta thay đổi cái môi trường đó, người ta tổng thanh lọc lại những cái thành phần xấu, người ta loại bỏ đi hết, thì ví dụ một là mình cũng phải đi, mình không sống được trong môi trường sạch sẽ, hai là mình sẽ phải trở thành một người tốt nếu mà mình muốn tồn tại trong môi trường đó các anh chị ha. Trong cơ thể mình cũng vậy, cái đó là cái mà mình làm các chị nhá, thay đổi lại cái môi trường trong cơ thể mình chứ không phải chữa bệnh gì hết ha. Thế nhiều người họ không hiểu gì hết, họ lên họ nói tùm lum hết trơn, thế rất là mất thời gian. Ok nhá, các chị lưu ý ha. Nhớ nhá, làm thải độc cà phê thì hãy làm một cách thật là đều đặn. Và nếu mà các chị muốn có kết quả thì làm ít nhất là làm cho em Lý trong, ý là một cái sự thay đổi lớn về cái cơ thể sức khỏe của mình á. Một đó là làm trong khoảng 120 ngày, là đó là cái thời gian tế bào của mình nó được thay mới. Hai, các chị là kết hợp thêm nhiều cái nữa. Thải độc cà phê này, ăn uống, ăn cộng uống, chứ ăn uống là riêng nhá. Ăn cộng uống, tập thể dục, tinh thần, và nếu mà được bổ sung thêm dinh dưỡng nữa, em đảm bảo 100% chức sức khỏe của các chị sẽ thay đổi. Nếu mà đang bị bệnh nó sẽ giảm đi được một vài cái căn bệnh. Hai, nếu mà không bị bệnh thì sức đề kháng tăng lên, tinh thần sảng khoái, da dẻ đẹp hơn các chị nhé. Phải kiên trì các chị ha, chứ mình là mới làm có mấy ngày sốt sáng lên. Chăm sóc sức khỏe là việc cả đời các chị ạ. Em Lý sẽ làm cái này cả đời. Còn cái việc mà mình mới làm chưa có kết quả là điều bình thường. Ngay từ hồi xưa giờ ăn thịt không mà, ăn đường không mà, ăn sai quá sai rồi, đúng không các chị ha? Ok nhá, thôi bây giờ em Lý á, chào tất cả các anh chị yêu nhá. Và vậy xin chúc cho các chị một ngày mới thật là tuyệt vời. Và các chị nhớ là có cái gì thì nhắn tin hỏi em Lý để em hỗ trợ cho ha. Và giúp em Lý chia sẻ livestream này để mà thứ nhất là được nhận quà, hoặc là giúp em Lý lan rộng cái phương pháp này cho nhiều người nhá. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại anh chị.